cái này đây, cái sấm, cái này tôi nói rồi, cái phần sóng á mà chúng ta làm siêu âm là nó nằm ở trên đĩa tần này, 1 MHz cho tới 10 MHz, không phải là tần số tối ưu dành cho siêu âm, thường thường là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó phát triển ra những cái cập nhật mới rồi, nó lên nữa rồi, ha, nó lên nữa rồi, à rồi. Các anh chị phải nhớ một yếu tố này, mấy thầy trước là nhiều khi không có nói rõ. Sóng siêu âm khi các anh chị để cái đầu dò vô cái vùng gan, sóng ở cái đầu dò nó đi tới gan, nó đụng tới gan, nó dội trở lại, thì cái người ta khảo sát là cái dội trở lại, cho nên là khảo sát chùm sóng trở về. Bởi vậy nó có cái chữ là echo, echo là dội, ha, à, rồi echo, ha, à, echo, rồi. Thế thì chúng ta có sóng rồi thì chúng ta phải biết là các cái hình thức biểu hiện của sóng, đó là các mốt siêu âm, ha, à, các cái kỹ thuật biểu diễn của chùm siêu âm. Thì đầu tiên á là người ta là A1 là cái tắc tính là âm đi chiều biến độ, cái đó là 1D, chỉ thấy được cái thẳng thôi, đó chỉ thấy được cái thẳng thôi. À, ví dụ như giờ người ta phóng một cái tia vô đây, nó gặp cái gan, cái nó dội về ra cái sóng, gặp cái gan thứ hai hoặc là gặp cái lách, cái nó ra cái sóng, à thì ta đo được khoảng cách, à ví dụ như đây là cái A, ta đo được khoảng cách này, cái này. À thì các anh chị nhớ là khi mà A1 nó ra đó là lâu rồi, bất cứ một cái thành tựu khoa học nào đó, khi mà nó được hình thành thì cái gọi là cái gì, cái đơn vị nào, cái ngành nghề nào được ưu tiên sử dụng, theo các anh chị tất cả những cái sáng kiến khoa học kỹ thuật mà nếu nó được phát triển ra mà nó được ứng dụng vào cuộc sống thì cái ngành nghề nào là ứng dụng đầu tiên? Chắc chắn là quốc phòng, đó là chắc chắn là quốc phòng. Cho nên là A1 là ngày xưa nó đã làm này rồi, tàu ở trên nó ngồi, nó có cái máy, nó phát trùng tiên ở dưới, nó thấy có cái gì nhúc nhích ở dưới rồi nó phân tích, à cái này coi chừng nó là thực phẩm, và đó được khoảng cách đó, thì cái đó là 1D đó, đang chưa, à 1D, chỉ đo được khoảng cách thôi. Thì cái mắt của các anh chị nó nằm trong đây này, nó đo khoảng cách thôi chứ nó không có thể hiện được cái gì hết, à rồi tiếp. Rồi, từ cái A1 1D đó người ta mới qua cái B1. B là chữ brightness, nhưng mà lúc đầu vẫn là 1D. Có nghĩa là gì nè, thay vì nó là cái sóng thì nó ra cái điểm, nó ra điểm. À, bây giờ sóng ở đây, sóng trên cái tàu đưa xuống thấy cục đá, đá bự, cái là điểm. Cái cục đá nhỏ, cái là điểm. Cái cục đá ra điểm, nó chỉ ra điểm thôi. 1D mà trên một đường thẳng, một nó chỉ biểu hiện vậy thôi. Rồi, cuối cùng từ hai cái đó nó mới là B1 2D là khi mà nó ra 2D là sao? Là nhờ cái sự phát triển dữ dội của computer. Sóng nó vào trong, nó gặp cái gan, nguyên một cái bề dày của cái gan này, chỗ nào nó mày nó ra điểm. Cái điểm đó nó về cái máy vi tính, máy vi tính tái tạo lại cho chúng ta cái hình của mình. Đây có phải là cái hình các chị siêu âm không? Đó, cho nên cái chúng ta siêu âm là B1 2D, cả thế giới sản này, và cái này là căn bản nhất cho tới bây giờ. 80% bệnh lý của cơ thể, đặc biệt là bụng, là B1 2D là được rồi. B1 2D là hả, thấy chưa? Kỹ sư đâu, ai kỹ sư ơi, đầu kỹ sư đó, nhau kỹ sư đấy, chụp một máy rồi. Cho nên là cái xã hội ta nó có một điều đáng buồn hiện giờ là các cái cơ quan chúng ta không có chuyên gia, thấy không? Chúng ta chỉ có thợ thôi, thợ thì không biết nghề gì hết. Chúng ta không có chuyên gia, làm cái gì cũng có chuyên gia. Đấy, cho nên nó khổ vậy đó. Đó, thì khi mà B1 2D qua máy tính thì nó ra cơ quan. Các anh chị nhớ nha, mà B1 2D là giải quyết 80% bệnh lý rồi. Nha, các anh chị nắm vững cái B1 2D, nắm vững cái xe phải cầm này các anh chị. Rồi tiếp. Mấy điều này. Ok. Đây nhìn vô rồi. Khi mà có B4 2D ra rồi. B4 2D chỉ siêu âm được những tạng cố định. Rồi những cái tạng nó nhúc nhích lên sao? Đó, người ta mới ra thêm một cái nữa là GM1 time motion, chuyển động cái thời gian, chuyển động cái thời gian. Thì cái đó là để làm cái gì? Cụ thể làm cái gì? Đó cái tim thai.
ha, chỉ cần đưa sóng nó vô, để cái cần dơ vô cái tim nó đập, à bắt đầu sóng lên qua đó ta đếm được cái tim thang, ha, chúng đó, chúng ta đo được cái tim thang. Các anh chị học siêu âm thực hành thì thế nào cũng có học một số bài sản đúng không ạ? Thì người ta sẽ nói là khi muốn đo thiên thai là phải xài cái này nè. Thì thường thường ở trên máy nó không để là chi em mà nó để là em mà không ạ. Có chữ em mà là motion, chuyển động ha. Nhưng mà khi các anh chị học rồi, các anh chị biết rồi, các anh chị thử để làm cái cơ hoạch nó có chuyển động không? Cơ hoạch nó chuyển động không? Các anh chị thử mở cái mốt này lên để đầu dò cắt được cái cơ hoạch, coi cái nó chuyển động như thế nào, nó sống như thế nào, rất là hay. À, rồi, ok, tiếp. Rồi, cái này nói rồi. Tiếp. Rồi, qua. Đó. Qua hết những cái đó rồi, cuối cùng mới là đề mốt. Đề mốt nó mới nhảy. Đó mới là cái đề mốt. Nhảy nữa. Đây, đề mốt, đúp lơ, ha, đúp lơ mốt là cái mà chúng ta học ngày hôm nay. Cái mà chúng ta học ngày hôm nay là đề mốt. Cũng mượn cái máy kia đi, máy này đục kinh rồi. Siêu âm á, ta nói là đề mốt 2D, đúp lơ là cái cao cấp nhất của siêu âm cho tới bây giờ luôn. Mà anh làm, mà anh không làm được cái này thì hơi uổng, ha. Thì các anh chị tưởng tượng là đề mốt này nó không phải là tạo một cái máy riêng, nó giống như một phần mềm trên một cái máy vi tính, nó là một cái application. Các anh chị áp vô đó rồi các anh chị sử dụng cái máy thường kia thêm cái phần mềm này lên, các anh chị hiểu đơn giản là vậy, ha, chứ không phải nói rằng là tôi học rồi đúp lơ về xong rồi tôi nói cơ quan mua cho tôi một cái máy chỉ chuyên môn làm đúp lơ, không có cái máy đó, vẫn là máy siêu âm B1 2D nhưng có trang bị thêm đúp lơ. Rồi, đây, thế bây giờ nhắc lại. Trước khi có Doppler, người ta vẫn siêu âm B1-2D. Siêu âm B1-2D, siêu âm các cái cơ quan ở trong cơ thể. Rồi siêu mạch máu được không? Được chứ, đấy. Đây là B1-2D gì nữa. Đây là cái động mạch cảnh. Các nghe, thấy rõ ràng. Đo được đường kính trước sau. Cái bách nó vậy như thế nào, cách ngang, rồi cách dọc, đó, cách dọc ra, thấy thế gì vậy? Nghe thức linh, đó, thấy được chiều dài của mạch máu, thấy được bề dày, ha, rồi qua cái thứ này, đó, nếu như cái mạch máu nó có bản sơ bự, thấy luôn, tất cả chẩn đoán trong đó, nó không cần gì phải xài đốt lơ đâu. Cho nên là cái chương trình mà bây giờ đó thiết kế cho các anh chị học siêu âm thực hành có cái bài phình động mạch chủ bụng không? Có không? Học chưa? Ai dạy bài đấy? Trần hả? Cô Lệ hả? Lệ hả? Đấy, cho nên là cái bài mà phình động mạch chủ bụng hồi xưa là chỉ học bằng trắng đen hết. Trắng đen là đã giải quyết được rồi. Nghe các anh chị, cho nên là nhiều khi các anh chị cứ nghe người ta nói ơi, không học đúp lơ là không lập mạch máu được đâu, đó là một điều cực kỳ sai lầm. Khi chúng ta chưa có đúp lơ, chúng ta có những kiến thức căn bản này rồi, chúng ta cứ về làm mạch máu theo cái sự hiểu biết chúng ta, cắt theo chiều ngang, cắt theo chiều dọc, mô tả mảng sơ vữa như thế nào, nó có cái gì lạ, các anh chị mô tả vậy là lâm sàng nó đã sợ rồi. Thấy chưa, chưa cần đúp lơ nha. Chưa cần đốt lơ, nhưng mà khi người ta khảo sát mạch máu thì không phải là người ta chỉ khảo sát được thể hiện cái mạch máu đó là như thế nào, nó có mảng sơ vữa hay không, mà cái chính là người ta muốn biết cái nội dung trong lòng cái mạch máu đó, tức là cái gì, đó là máu ở trong đó, hay nói cách khác cái sự chuyển động của máu là sự chuyển động của các hồng cầu. Người ta muốn biết được là cái dòng máu nó chảy trong một cái ống, ví dụ như cái ống nước nếu nó bình thường nó chảy sao,
Nếu nó bị hẹp lại, nó chảy sao? Nếu nó bị giãn ra, nó chảy sao? Nếu nó bị tắc lại, thì phản ứng gì xảy ra? Thì cái đó B1-2D làm được. B1-2D bí, không làm được, không thấy được cái dòng chảy. Cho nên người ta phải phát triển cái kỹ thuật Doppler. À, Doppler là để khảo sát dòng chảy ở trong lòng mạch máu. Rồi. Vì sao có Doppler? Vì sao em khóc? Vì sao có Doppler? Chúng ta sẽ qua phần quan trọng. Các anh chị nghe cái còi cấp cứu không? Đang nghe lớn gì? Tự nhiên nghe nhỏ 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 đi gì? Đúng không? Đúng chưa này? À, thế thì giải thích làm sao? Đúng rồi, chính xác. Ủa, ông giỏi quá ta. Thôi ông già ông học. Đúng lên trong cuộc sống của mình là vậy đó. Quá giỏi luôn. Đúng lên trong cuộc sống của mình là vậy đó. Chúng ta ngồi ở trong, chúng ta đứng ở cổng cấp cứu. Xe cấp cứu từ xa nó về. Ở đằng xa là nó chậm. Nhưng mà càng tới gần nó viết lên. Hoặc chúng ta đang đi cấp cứu, xe chuyển mạch ngăn đi. Còn có tai nhưng mà đi xa cái chuyện giảm dần thì chúng ta hay nói thì tại vì nó đi xa thì nó giảm, nghe nó nhỏ, thấy không? Nói như vậy là nói hiện tượng chứ chưa nói bản chất. Đó là thay đổi sóng, đó thay đổi cái chiều dài này, cái chiều dài. Về đây. Đó là cực kỳ hay và sản xuất ở máy. Tự nhiên phải đổi xương. Đổi cái gì mà cũng đổi được, tôi cũng khoái lắm. Không được, đổi. Nếu mà đổi được thì nói là mình biết là cũ quá, đập đổi mới. Chuyên gia là phải đổi mới. Chuyên gia là chỉ làm đổi mới. Này thì mấy anh lớn là nghe cho biết thì thôi. Mấy còn mấy bạn trẻ là phải kỹ cái này. Mấy bạn trẻ là chắc chắn làm được, không gì khó. Tôi kể một cái câu chuyện liên quan tới Doppler này nổi tiếng. Các anh chị chắc biết thầy, các anh chị phải gọi bằng thầy. Mấy em nhỏ này phải gọi bằng thầy nè. Còn mấy anh chị đây thì gọi bằng anh được rồi. Biết anh với thầy Nguyễn Quý Khoáng gì? Có nghe tiếng không? À, Khoáng là ở An Bình với tôi là... Bây giờ An Bình là anh Khoáng đã ở đó rồi. Thì anh Khoáng là dân chẩn đoán, anh chuyên nghiệp, anh làm trưởng khoa. Anh làm xong rồi tới anh nghỉ thì anh thành xong rồi mới tới tôi. Tới đầu ba thế hệ thì anh Khoáng á, anh rất nổi tiếng về siêu âm ha. Hồi đó khi mà ông tiến sĩ Meckler đứt qua đó thì hai người nổi tiếng nhất là Phan Tâm Hải với anh Nguyễn Quý Khoáng. Nhưng mà hai người đi hai con đường khác nhau. Hải là đi về kinh doanh kỹ thuật, còn anh Khoáng là đi về giảng dạy. Ông siêu âm bốn được thôi, có nói gì với ông ấy, nhưng mà không hề biết Doppler. Cái tới khi ông được Pháp mời qua bên đây dạy 3 năm, ông qua bên Pháp dạy cho y khoa Pháp nha, dạy bằng Pháp, dạy hình ảnh trong đó 3 năm, thì mấy ông thầy ở bên Pháp á, mấy ông giáo sư Pháp, mấy ông mới nói là anh là siêu âm bây giờ là không có gì phải nói nữa, nhưng mà cái Doppler anh chưa biết là không được, cái Doppler là cái cao nhất của siêu âm. Mà anh không làm được thì không được thôi. Bây giờ cái thời gian này anh đã 3 năm thì anh tranh thủ đi ha. Rồi anh em mình chỉ bảo nhau hay lại thấy là anh học đi cũng được nữa. Tại thấy cái giáo sư thì anh khóa nó về với tâm sư, anh bảo một phần đó mình qua đây là mình đi dạy, mà rồi bây giờ là mình còn đi học nữa thì nó cũng, hồi xưa tôi cũng hơi bị cực đoan chút, anh tự tôi bỏ lỡ cơ hội đi.
Cho tới khi anh về Việt Nam, về đi làm lại thì bắt đầu phong trào Đức Lơ bắt đầu nó thâm nhập này. Thì ông bắt đầu ông tiếc. Ông bắt đầu ông mới nói là ông hơi hối hận. Ông hơi hối hận là hồi đó ông biết Pháp 3 năm trời mà ông không học. Đó. Thế thì cái lớp đầu tiên dạy về Đức Lơ là không phải ở phía Bắc mà ở phía này. Ở trong Nam là trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp siêu âm đầu tiên, không lúc đó mở lớp đầu tiên mà không dám nói luôn từ là lớp siêu âm Doppler mà chỉ nói là lớp siêu âm nâng cao lớp đầu tiên chuyển sinh cả nước. Cái lớp đó là từ Bắc vô Nam à, thì anh Khoáng đi học lớp đó, anh Khoáng với tôi học lớp đó, hai anh em học lớp đó à, mà nó vui cái là lớp đông lắm, trời ơi cả nước mà à, tiền bối vô là biết là cụ Khoáng là rất là nghiêm túc trong vấn đề. Cụ lên là cụ ở tướng cao to rồi, cụ lên là cụ chiếm mặt đầu cụ rồi à, mà phục hồi cái ngày khai mạc á, mấy chú kia là lên đọc những văn khai mạc á, và lên nhìn xuống thấy ông ngồi chân chân á, thì nó mới xảy ra cái trường hợp là giảng viên à, rồi ban lãnh đạo trường khi thưa là đáng lẽ là các em học viên ơi, kính thưa thầy Khoáng chưa học trò đấy, đó là cái vui đó. Thì tôi với anh Khoáng là học chung cái lớp đó, đó. Xong rồi về thì nói chung là ổng cũng không có làm, ít làm không có làm, sau này là thầy không làm nữa, chủ yếu đi giảng dạy. Cho nên là cái phần gốc lơ ổng mới dính vô. Đây, bây giờ chúng ta sẽ học đến là phần Doppler. À, Doppler mục đích là khảo sát các nội dung ở trong lòng các cái mạch máu. Các anh chị cứ tưởng tượng là các cái mạch máu, các cái động mạch, các cái tĩnh mạch, các cái ống nó giống như cái ống nước cái nhà vậy thôi. Thấy không? Cứ suy nghĩ đơn giản vậy thì nó sẽ trở nên một cái. Thì bây giờ tại sao có siêu Doppler là nó có một cái phần nó gọi là hiệu ứng Doppler. Yêu cầu các anh chị nhìn hình ảnh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện rất là dễ. Ông ta là một nhà vật lý, cho nên là ông ta sẽ phải, một trong những cái nhiệm vụ của ông là một trong những nhiệm vụ hồi xưa của nhà vật lý là rất là mê thiên văn học, cho nên tối là ông ở nhà, ông để cái viễn vọng kính ở trên sân thượng, ông ở trên cái chỗ nào nhà ông là ông nhìn lên bầu trời, ông nhìn lên bầu trời, ông quan sát. Thì ông thấy nè, có một vì sao lúc á thì nó, ông nhìn thấy nó màu xanh, ánh sáng nó màu xanh,
lúc thì màu đỏ, lúc thì màu xanh, lúc thì màu đỏ. Đó là cái ông quan sát ấy. Đầu tiên là phải quan sát chứ. Sau khi ông quan sát kỹ hơn nữa, ông mới phân tích thì ông mới thấy rằng là à, khi nào cái ngôi sao này mà nó tới gần cái điểm mục đích, tới cái chỗ gần ổng ấy thì nó màu xanh, mà phải nó đi ra xa thì nó có màu đỏ. À, đó là điều quan sát thấy, phân tích thấy. Thế thì bây giờ giải thích như thế nào? Ông là nhà vật lý, cho nên là ứng dụng cái kiến thức vật lý vô. À, chẳng qua là đây, nó thay đổi độ và bước sau. Ánh sáng từ ngôi sao này truyền xuống dưới cái viễn vọng kính theo dạng gì? Theo dạng gì đây? Sóng dọc. Đây cái sóng này nó còn gọi là sóng hình sin. Nếu hồi xưa ai mà học định giác thì nhớ ha, sóng hình sin. Sóng hình sin là sóng này. Sóng hình sin. À, nếu mà nó gần á thì ông thấy cái độ dài bước sóng là sao? Nó ngắn. Nhưng mà khi nó đi xa ra, cái ông thấy cái độ dài bước sóng đó dài ra, ông tính toán tất cả cái này là ông tính toán. À, thì ra bản chất của vấn đề là ở chỗ hễ ngôi sao mà nó tới gần thì bước sóng nó ngắn, mà nó ngắn thì ông thấy nó màu sắc, và khi nó đi ra xa thì cái chiều dài bước sóng nó dài, tần số nó đi thì nó có màu đỏ. À, đó là cái quan sát thấy rất rõ ràng. À, sau khi quan sát thấy có gì nữa? Sau khi quan sát thì cái bước của khoa học là nó vậy đó. Quan sát, phân tích, phát biểu. Đây là phát biểu. Đây là phát biểu. Cái này là sự thật quan. Đây các chị nhìn hình dễ rồi, các chị cũng có thể phát biểu được. À, tức là một cái nguồn nào đó nó phát ra sóng. Hãy cứ nó gần mình, hãy cái chiều dài bước sóng mà nó ngắn lại thì tần số nó tăng lên. Mà hãy nó đi xa ra thì độ dài bước sóng nó dài ra thì tần số nó giảm đi. Chỉ có vậy thôi. Đó là các phát biểu. À, hiệu ứng nó lên lúc tất cả các loại sóng. À, cái ổng quan sát không phải là sóng âm thanh, cái ổng quan sát là sóng ánh sáng, nhưng mà đã là bản chất là sóng thì nó đều giống nhau, cho nên người ta lấy cái sóng đó của ánh sáng, cái phát hiện của ánh sáng đưa vào trong cái âm thanh và nó y chang. À, sau khi quan sát phân tích phát biểu, các chị nhìn cái hình này minh họa hết là đơn giản và dễ hiểu, đúng không? Đây là cái nguồn phát nằm ở giữa. Đây là hai cái đài thu, hai cái đài thu ở hình thứ nhất, nguồn phát đứng yên, hai đầu thu đứng yên. Thì các chị thấy nếu các chị đo cái này hoặc các chị đo cái này thì tần số như nhau, đúng không? Ra đều hết, không có thằng nào di chuyển. Bây giờ ở cái hình thứ hai, thằng này vẫn như nguyên, nhưng mà cái thằng phát nó di chuyển từ gần thằng này thì có phải tần số nó tăng lên, ngắn đi phải không? Thấy bên đây này giảm đi, đã rồi giờ sống dài này. Bây giờ nó di chuyển nhanh hơn nữa thì các chị thấy rõ ràng không? Ở đây chúng ta thấy này, hoặc là một thằng đứng yên, một thằng chuyển động, thằng nào cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ đài phát sóng này nó đứng yên và cái đài thu nó tiến gần ở chỗ này thì nó cũng đi ngang như vậy thôi. Chứ có nghĩa là làm sao làm hai thằng gần nhau thì nó khác, mà hai thằng xa nhau ra thì nó khác. Đã phát biểu rất tuyệt vời. Sau khi phát biểu bắt đầu cái vô sách phẩm chúng ta biết gì, và đây là quan sát, phân tích, phát biểu và đưa vào trong sách vở, đó là định nghĩa. Thế thì định nghĩa của tức là gì? Đó là sự thay đổi tần số của sóng khi có sự dịch chuyển tương quan giữa nguồn phát sóng và người quan sát. Đó, câu đó là câu dứt khoát phải nhớ là phải có cái sự di chuyển, hoặc là gần nhau hoặc là xa ra. Và khi ta hiểu rồi, hiểu vấn đề rồi đó, gần nhau hoặc xa ra thì cái gì thay đổi? Chiều dài thay đổi, chiều dài bước sóng thay đổi. Mà chiều dài bước sóng thay đổi thì sao? Tần số thay đổi. Quá đơn giản. À, rồi. Sau khi định nghĩa, ngay cái này là cái anh thầy tôi mới nói với chị, trong đời sống hàng ngày chúng ta gặp rồi đó. À, xe cấp cứu nó ở gần chúng ta. Giờ chúng ta đứng ngay cái phòng cấp cứu, xe nó khởi động nó đi, tiếng nó ấm còi, tiếng nó khác, đi xa tiếng nó khác. Hoặc là từ xa nó khác, rồi nó vô gần tới phòng cấp cứu, chỗ chúng ta đứng, cái âm thanh nó khác. Thì chúng ta nói là chẳng qua là vì nó gần thì nghe nó lớn, xa nhỏ, không phải. Bản chất nó là thay đổi cái sóng. À, rồi.
Đây, đây là những cái bước phát triển của nó. Đó. Năm 1959 là bắt đầu ứng dụng ở đó. À, nhưng để hoàn thiện thì là hai ông Costello và thằng mình. À, hoàn thiện. Các chị nhớ này. Khác với siêu âm B1, máy không xử lý tín hiệu sóng phản hồi thành hình ảnh mà chỉ ghi nhận sự thay đổi tần số do hiệu ứng Doppler xảy ra. Khi chùm sóng siêu âm gặp cái gì chuyển động ở trong mạch máu thì cái gì chuyển động? Là máu chuyển động, hay nói chính xác hơn là các hồng cầu chuyển động. Hoặc là nó đi gặp mạch cầu giò, hoặc là đi xa. Đấy, bây giờ các chị thấy tầm mức quan trọng của B1 2D là tạo nên cái hình ảnh của cái mạch máu. Bây giờ tôi muốn coi cái tĩnh mạch cửa gan, tôi phải xài B1 2D chứ xài cái nào nữa vậy? Sau khi tôi bộc lộ, tôi lên nó ra cái hình B1 2D. À, đây là cái tĩnh mạch cửa. Tôi mới mở cái phần Doppler này lên. Tôi mới mở cái phần Doppler này lên để tôi coi quan sát cái gì. Quan sát nhờ cái Doppler này, tôi để đầu dò đây. Tôi để đầu dò đây. Máu ở tĩnh mạch cửa là từ ngoài vô trong gan. Từ xa, thế thì tới gần đầu dò nó sẽ thay đổi như thế nào? Rồi giờ nó phải đi ra xa khỏi đầu dò, nó sẽ thay đổi. Thì lúc đó nó sẽ thể hiện lên trên mặt. À, đó. Cho nên là bao giờ cũng vậy, B42D là cái căn bản. Đây, đây là dễ hiểu nhất. Các chị nhìn lên trên cái hình. Đây là cái đầu dò. Đây là cái đầu dò. Sóng được truyền đi qua cơ thể. À, rồi bây giờ trường hợp thứ nhất. Ở chỗ này, nó đặt một cái đây là cái động mạch hay là cái mạch máu gì đó. Mà các cái hồng cầu di chuyển hướng về đâu? Hướng về phía đầu dò. À, à thì ta ghi nhận được sóng này. À, rồi, xa đầu dò. Cái này là cái mạch máu mà có hồng cầu di chuyển xa đầu dò thì người ta ghi nhận được sóng. Cả sóng này và sóng này so với sóng truyền đi hoàn toàn khác nhau. Các chị thấy chưa? À, hoàn toàn khác nhau. Rồi lấy hiệu ứng của hai cái này hoặc là của cái này với cái này hoặc là của cái này với cái này thì là hiệu ứng Doppler. Đấy. Thế đây các chị hiểu chưa này? À, sóng khi mà phát ra cơ thể, chúng ta biết cái sóng đó không? Biết. Tại cái đầu dò chúng ta, ví dụ như chúng ta xài cái đầu dò là 7 MHz thì chúng ta biết cái sóng nó ra chứ. Nhưng mà cái sóng thu về, sóng thu về khi mà hồng cầu nó di chuyển gần đầu dò nó khác rồi, nó đâu có bằng 7 MHz lúc mà phát đi nữa. Mình lấy hai cái này trừ đi, hai cái này trừ đi thì nó ra cái này, đã ra cái sóng này, nó gọi là sóng Doppler, Doppler quy sóng Doppler. À rồi, cái gì cũng vậy, một cái công trình khoa học, anh nói gì thì nói, nhưng mà anh muốn nó là bất di bất dịch để anh diễn tả và anh dạy người khác để anh truyền bá thì bắt buộc nó phải qua cái giai đoạn là toán học, bắt buộc. Chính vì thế cho nên là y khoa chúng ta cũng phải học toán là vậy đó. Anh giả nói anh nghiên cứu công trình mà anh không qua toán thống kê luôn ấy, người ta không chịu. Cho nên là cuối cùng tất cả phải được thể hiện qua công thức toán học. Và đây là toàn bộ công thức toán học của hiệu ứng Doppler. Delta F là hiệu ứng Doppler. Delta F là cái này. Hai cái trừ đi. Delta F là cái này. Lấy cái này trừ đi cái này ra. Cái này chính là delta F. Hay còn gọi là hiệu ứng Doppler và biểu diễn bằng công thức toán học. Và đây. Đó là công thức toán học. Các anh chị có phải nhớ công thức cái thứ không không cần nhớ đâu. Nhưng mà xem cho biết điều này. Tự nhiên mình nhớ ra là chết. Tôi không nhớ. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích. Delta F là gì? Là hiệu ứng Doppler. Rồi, delta F thì bằng gì? F ơ trừ đi F0. F0 là gì? F0 là tần số của đầu dò. Số trừ đi. F ơ là gì? F là tần số khi mà nó gặp hồng cầu chuyển động đó, nó dò dè. Rồi, lấy cái này trừ cái này bằng 2 nhân với cái này lại. Rồi, trên B chia C. B là cái gì anh chị? B là gì? B là tốc độ của dòng máu. Rồi C mình biết chưa?
Xe biết rồi, xe là bao nhiêu? 1540 xe là tốc độ của sóng siêu âm truyền trong cơ thể. Rồi, ok. Nhân với cos alpha. Alpha, góc alpha là góc gì? Góc alpha là góc tạm giữa. Đây là giả sử đây là một cái mạch máu, một cái ống, đúng không? Ống nước giống như tôi để đầu dò dài thẳng xuống, thì đây là góc alpha là tạo phương cái đầu dò và cái dòng chảy máu là bằng 90 độ. Thay đổi được không? Thay đổi. Đó, minh họa như vậy nhé. Nhưng trong làm chúng ta đâu có thay đổi vậy được. Nó có cách hết. Ha, rồi, đó là góc alpha. Góc alpha là góc tạo giữa tia của đầu dò siêu âm với dòng máu. Rồi, ok. À, không hiểu tổng hợp là vậy, không bao giờ sai. Khi đã có công thức rồi thì người ta lý luận thuần túy bằng toán học, không cần phải biết mấy kia lằng nhằng nữa. Bây giờ chỉ biết này thôi. F0 các anh chị biết không? F0 là tần số của đầu dò phát đi, các anh chị biết. Mình xài đầu dò tần số mấy là mình biết, đúng không? Rồi. FE là tần số phản hồi về, các anh chị biết không? Đúng rồi, máy nó là. Cái này máy nó là. Rồi. C các anh chị biết chưa? C là một hằng số 1540 m/s. Rồi góc alpha các anh chị tạo ra, đúng chưa? Cuối cùng mình tạo ra. Nhưng mà cái góc đó nó tính bằng 35 độ 20 phút chẳng hạn, máy tính của mình cũng. Hết sức từ từ. Bình tĩnh, hồi sau sẽ rõ. Ha. Cái này chỉ biết là cái này do mình tạo ra, cos alpha do mình tạo ra. Ha, rồi. Thế thì còn cái gì mình không biết? Đó là cái V. V là gì? V là vận tốc dòng máu thì mình không biết. Cho nên toàn bộ cái công thức này khi nó ra rồi, mục đích cuối cùng của nó là tìm ra V. À thì toán học thôi, chuyển qua chuyển lại chúng ta phải V bằng công thức này. Ok chưa? Rồi bây giờ các anh chị nhớ nè. Trời ơi trời, không lẽ giờ phải biết cái công thức này ra rồi mỗi lần làm rồi phải ghi ra giấy tính toán rồi. Ha. Đúng không? Yên tâm. Tất cả những cái câu này máy nó lo hết rồi, bởi vì cái sự phát triển của computer là nó dính tới xưa tất cả cái này máy nó ra hết, nó thể hiện ra hết cho mình rồi ha. Và mình chỉ còn có mỗi một nhiệm vụ là đo cái về thôi, đo về ha, chứ không có ngồi đó mà tính. Rồi đấy, toàn bộ cái trò chơi, toàn bộ cái hiệu ứng Doppler, để hiểu được Doppler là gì nó lằng nhằng như vậy, nhưng cuối cùng lại nó ra cái này. Đây, tốc độ của cái máu đó. Cái chỗ bình thường máu nó chảy tốc độ là bao nhiêu, nó vô cái chỗ hẹp, tôi đoán cái chỗ hẹp tốc độ là bao nhiêu. Rồi đó, thế thôi. Và tất cả máy đã làm cho chúng ta hết. Vấn đề chúng ta là user, chúng ta sử dụng kỹ thuật làm sao để cho nó ra cái về đúng gì thôi. Đơn giản là ha chị, không chứ nó làm này chứ là sâu luôn rồi. Minh học mình bằng là cứ phải hình lập để mà ghi nhớ. Đây là một cái hình cực kỳ hay và tôi nghĩ nhất, các anh chị chỉ thuộc cái hình này là các anh chị hiểu hết về hiệu ứng Doppler. Làm gì thì làm, hiệu ứng Doppler phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào góc alpha, phụ thuộc vào chiều di chuyển của hồng cầu, phụ thuộc vào tốc độ của dòng máu chảy. À, nhưng mà nếu mà nói hiệu ứng Doppler là delta F, rồi bắt mình ngồi mình tính toán, rồi làm sao tôi biết cái delta F là như thế nào? Vì là hình ảnh cho nên người ta phải dùng những cái kỹ thuật làm cho cái delta F này nó bật lên tiếng nói, nó phải thể hiện qua hình ảnh. Chúng ta làm nghề hình ảnh mà, nó phải thể hiện qua hình ảnh. Và nhiệm vụ của chúng ta là nhìn hình ảnh, phân tích và tính toán. Thì nó thể hiện cái nào? Thứ nhất là có thể là màu. Đây, đây, màu, color màu. Đấy, chính vì cái này nè, chúng ta mới nói siêu âm là siêu âm màu nè. Delta F này nó sẽ thể hiện qua màu, là một. Thứ hai, delta F nó phải thể hiện qua thổ. Thổ cũng là một dạng hình ảnh. Đây là thổ này, cái này là thổ này. À, và thứ ba là qua dạng âm thanh để cho chúng ta nghe.
đó, ba cái đó. Em cả ghép bắt buộc phải bật tiếng nói lên, bật tiếng nói bằng cái nào? Qua hình ảnh, qua màu, qua phổ và qua âm thanh. Nhiệm vụ chúng ta là xem như này, quên hết cái điện, cho tới bây giờ là các quên hết cái điện. Nhớ vậy là nhớ tên này nha. Rồi, thì bây giờ để nó bật lên được như vậy, người ta mới tạo ra các hệ thống. Các hệ thống, đây là bốn hệ thống của tâm linh. Các chủ bật nước vào. Bài tôi sẽ để đây, các chị sẽ lấy nhẹ. Rồi, đầu tiên là Doppler liên tục. Doppler liên tục, continuous wave. Cái biết tắt bao giờ được, có biết tắt này trên máy là phải có CW ha, CW đúng á. À, CW bao giờ nó cũng có. Thì nó là sao? Nguyên tắc của nó là như này. Người ta dùng một cái đầu dò. Người ta chế ra cái đầu dò. Nó có hai cái tinh thể. Hai tinh thể nằm đây. Một cái á là phát ra tia. Và một cái á là nhận sóng cho bạn. Một cái là sóng truyền đi, một cái là sóng truyền về. Ha, đó, hai cái tinh thể liên biệt, một cái phát cái nhận, nhưng mà nó liên tục, không có nào nghỉ. Phát là phát liên tục, và nhận là liên tục. Đó, ví dụ như đây là cái dòng máu, nó muốn khảo sát ở chỗ này, nó để cái đầu dò đấy, sóng ra, sóng về, sóng ra, sóng về, sóng ra, sóng về, liên tục, không có lúc nào nghỉ. Continuous là, đó. Cái dở của cái này là gì? Cái dở của cái này là giả sử như ở cái vùng mà tôi khảo sát nó có hai cái mạch máu, không cần biết cái động mạch hay tĩnh mạch gì, không cần biết, nhưng mà không bao giờ cái này nó tính được riêng cái, mà nó tính luôn, nó xuyên qua nè, sóng liên tục, nó xuyên qua cái thằng mạch máu nhất, nó xuyên qua cái thứ hai, cái nó nhanh về, nhanh cái thứ hai trước, nhanh cái thứ một sau, nhanh về, rồi nó ra cái tốc độ trung bình của hàng này, đó, nó dở lại thôi, nó dở lại, cho nên cái này chỉ sử dụng cho bên tim, bên siêu tim, nhưng mà khuyết ưu điểm của nó là tốc độ lớn cỡ nào nó cũng tính được, nha. Cho nên cái này chỉ làm bên siêu âm tim thôi. Đó, bất lơ liên tục là siêu âm tim. À, tôi không là tim, cho nên tôi không nhìn thấy vấn đề này. Cái này để cho các anh chị nắm vấn đề thôi. Rồi khi nào các anh chị học tim, các anh chị sẽ học sâu hơn cái này. Rồi cái chúng ta quan tâm là đây, bất lơ sung. À, bất lơ sung. Hệ thống thứ hai là bất lơ sung. Burnsway, đi nước đều. Các anh chị nhớ chữ burn. Mặt có phải là chữ bơm không? Sung cũng là chữ bơm. Cái gì nó nảy lên, cái gì hãy gọi là sung là cái gì? Phát ra một cái, rồi phải ngưng, rồi nó phát ra một cái nữa. Sung mà, ha, à, đấy. Sung là từng cái đúng không? Nhưng mà liên tục là không được rồi nha. Thì cái này nó gọi là bơm là sung. Thì nguyên tắc của nó là đầu dò nó chỉ có một tinh thể duy nhất. Nó chỉ có một cái, một tinh thể ở đây thôi. Nó phát ra, xong rồi nó nhận về. Xong rồi nó lại phát ra. Xong rồi nó lại nhận về. Đó, nó khác cái kia. Cái kia là phát ra và nhận về liên tục. Còn cái này, mỗi một lần hát sung, nó phát ra một cái, rồi nó nhận về. Nó chờ nhận về xong, lại cái sung thứ hai, nó hát ra. Đó, thì ở chỗ này, các bạn lưu ý cái điều này. Bây giờ không có cái bảng mà không được. Ở đây nó trước. Bây giờ các chị nhớ nha, giả sử đầu dò phát ra này, sung phát ra đây, sau đó nhận về, sau khi nhận về xong lại phát ra, sau đó nhận về, quy trình cứ liên tục như vậy, phát ra rồi nhận về, đúng chưa? Tức là mô hình chung các chị, hai cái này là một tổ hợp, hai cái này là một tổ hợp, hai cái này là một tổ hợp, đúng không? Đó. Khi nó nhận về thì nó đâu có phát ra, nó vẫn phải có cái khoảng nghỉ chứ. Đó, nó xung như vậy, phát ra, rồi phát ra, rồi phát ra, cái thời gian kia là chờ nó nhận về, đúng chưa? Rồi đây là một tổ hợp, vì nó là sóng, bản chất của siêu âm là sóng, cho nên nếu chúng ta biểu diễn sóng phát ra, đúng không? Rồi sóng nhận về tiếp tục đó, đúng không? Cộng hai này lại thì có phải hai cái này nó là một phức hợp mới không? Tạo ra cái sóng mới không? Cộng hai này lại thì nó lại tạo ra cái sóng mới.
và nó cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy, liên tục. À, đó là vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ đó ha. Rồi tiếp, cái này nó chỉ lưu ý nó là chỗ này dùng thôi nhé. Phát ra nhận về, phát ra nhận về, phát ra nhận về, vì bản chất nó là sống. Một cái sống phát ra, một cái sống nhận về, cộng lại nó là một cái sống mới ha. Nó là sống mới chút xíu chúng ta sẽ nói. Rồi đặc điểm của cái siêu âm xung này, khi các anh chị mở để phát siêu âm xung thì đồng thời nó xuất hiện một cái gọi là cửa sổ. Có ba từ gọi là xem là cửa kết cũng được, vô linh cũng được, nhưng mà thường thường chúng ta gọi là kết là cái cửa, nó có một cái cửa, nó một cái cổng. Cái cổng này nó hay là thế này, các anh chị muốn khảo sát cái động mạch ở vị trí nào, chỉ cần đặt ở vị trí đó nó sẽ tính tốc độ ngay từ đó, chứ nó không có tính tục lúc đó. Nó hay hơn cái xung là nó hay hơn cái liên tục là chưa, đặt ở đâu thì tính ở đó. Ví dụ như đây, đây là một cái động mạch đùi chung, động mạch đùi chung chia hai, động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Cái này là B4 AD chứ đâu có gì đúng hơn, chưa dính dáng gì cái đúng hơn ha. Rồi bây giờ tôi muốn khảo sát cái gì, tôi muốn coi động mạch đùi chung hay là muốn coi động mạch đùi nông hay là muốn coi động mạch đùi sâu, coi ở đâu để cái cửa sổ ở đó. Coi ở đây thì nó tính ở đây, coi ở đây thì nó tính ở đây, coi ở đây thì nó tính ở đây. Chứ nếu mà đúng lên liên tục mà ngay chỗ này thì nó tính luôn hai này. Bây giờ đó, hay là chỗ đó, đó là xung. Rồi, coi ở đâu để đó, coi ở đường. À, bên này nó đi một cái đường. Đó, đó là đúng lên xung. Và cái này là cái chuyện của chúng ta làm. Chúng ta sẽ phải làm được cái này rất dễ. Ha, rất dễ. Tín hiệu đúng là xung. Khi chúng ta để cửa sổ thì chúng ta sẽ ghi được cái tín hiệu. À, một là dạng cổ. Dạng cổ là các anh chị thấy rồi. Dạng cổ là như thế này. Đây, dạng cổ là đây. Cổ. Thứ hai là dạng âm thanh. Nói rồi, nó sẽ bật cái âm thanh lên để cho các anh chị nghe. Nhờ cái âm thanh đó, các anh chị nghe là các anh chị sẽ biết cái nào là tĩnh mạch, cái nào là động mạch. Động mạch chỗ bình thường nó như thế nào, chỗ hẹp nó như thế nào. Cho nên làm siêu âm là phải nghe, làm đúc lơ là phải nghe bằng lỗ tai. Tôi sẽ biểu hiện cái tiếng nghe, cái tiếng kêu của nó cho các chị nghe để các chị quen. Đầu tiên là cái tiếng tĩnh mạch, các chị nhớ là tiếng tĩnh mạch thì nó chảy êm nhẹ ha. Người ta ví tiếng tĩnh mạch nó chảy vậy nè, cái âm thanh nó nghe giống như là tiếng gió lùa qua khe cửa. À, nó sách vở nó mô tả vậy, nó nói vậy. Êm dịu. À, còn tiếng động mạch thì sao? Động mạch thì nó ảnh hưởng tới cái tim, cái chu chuyển, cái chu trình của tim. Cái tim tâm thu, tim nó bóp một cái là tốc độ đánh nó được mạnh nhất. Xong rồi tới tâm trường nhẹ hơn. À, cho nên cái âm thanh nó nghe rất là rõ theo nhịp tim. Đó là như vậy. À, đó tiếng động mạch. Nên nghe, nghe không làm biết được cái nào. Không phải nhìn vào đầu. Nghe. Rồi. Đó là cổ đó. À, rồi bây giờ quy ước, người ta quy ước, người ta quy ước, cái này là phải nhớ, người ta quy ước là khi cái dòng khảo sát cái động mạch nào đó hay cái mạch máu nào đó, ở đây tôi không nói động mạch là tĩnh mạch nha, nói mạch máu nói chung, mà cái dòng chảy đó nó đi về phía đầu giò thì chắc chắn nó phải có cổ. Cái hình khu được phổ dương, phổ dương nghĩa là phổ trên đường mạch điện. Đây đầu giò, đây cái dòng máu này đi về phía đầu giò chắc chắn chúng ta sẽ thu được phổ dương. Ngược lại nếu nó đi xa đầu giò chúng ta chắc chắn sẽ có phổ âm. Đây là quy ước, quy ước thì không cãi, quy ước thì không được phép cãi, không hơn nữa quy ước. Rồi đó, vậy chúng ta nhìn đây, đây là hai cái minh họa. Cái này các anh chị về làm được liền. Các anh chị chỉ cần để vô cái gan thôi, để cái đầu giò siêu âm vô cái gan ha, rồi mở cái phần đốp lơ xung lên. Đây là tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa thì sao anh chị? Tĩnh mạch cửa là ở ngoài đi vô. Tĩnh mạch cửa là hình thành từ cái gì? Tĩnh mạch làm xe tràn trên và tĩnh mạch gì nữa? Và tĩnh mạch lách, xong rồi nó đi vô gan. Nếu các anh chị để đầu giò ngay gan thì có phải là nó chảy về phía đầu giò không? Minh họa rất rõ, sống phải là sống, dương trên nền mặt
ok chưa? À, rồi bây giờ đây là tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch cửa vô là để nuôi gan, còn tĩnh mạch trên gan là dẫn máu ra. Ba tĩnh mạch trên gan dẫn ra đâu? Ra tĩnh mạch chủ dưới để về tim. Thì để đầu dò đây thì có nghĩa là nó đi xa rồi, đúng không? Thì sống nó là sống không dưới được. Ba đây là cái mình nói dễ làm chứ, các anh chị đây thì dễ rồi. Bây giờ sống lại đời sao? Vừa có dương vừa có âm nè, dương cũng có âm cũng có rồi. Rồi, đúng rồi. Đây là một loại sống đặc thù. Đây là một loại sống đặc thù. Chúng ta sẽ có bài học riêng về cái sống này. Nhưng đưa lên đây để cho các anh chị thấy rằng là không phải quy ước là một chuyện, quy ước là không bao giờ sai. Đã quy ước mà không bao giờ sai. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào nó cũng như vậy, mà đôi khi nó như vậy. À, thì lúc đó người ta sẽ chứng tỏ cái dòng chảy mà có tốc độ cao nhất. À, cái này là sống đặc thù của một bài khác. Rồi, khi nói về siêu âm xung là để khảo sát dòng chảy, để đo tốc độ của dòng chảy, thì ta phải biết khái niệm về dòng chảy. Cái này là bắt buộc phải biết. Nói hôm nay là đây, một cái ống nước bơi dày, nước được bơm vô thì nó chảy như thế nào? Thật ra thì mình, tôi ở nhà mở đôi bình lên có nước là vui rồi, chứ còn nó chảy là kẹ đấy, cốc. Ha. Nhưng mà thực ra là các nhà quản lý nó phải nghiên cứu. Thì nó chỉ có hai loại dòng chảy thôi. Đầu tiên là dòng chảy lớp lamina, ha. Lamina flow. Dòng chảy lớp là dòng chảy sao? Bình thường. Nếu cái đường ống nó bình thường, không có gì thay đổi, thì nó chảy từng lớp, từng lớp, từng lớp. Nó chảy từng lớp, từng lớp. Từng lớp, từng lớp, chồng, 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 chồng. Đặc điểm ở giữa là tốc độ cao nhất, càng dạt ra ngoài thành ống tốc độ càng giảm đi do có sự ma sát. Bây giờ cũng vậy, đây là dòng chảy bình thường trong những cái lồng ống bình thường. Càng ở giữa, những cái lớp ở giữa có tốc độ khuynh hướng nhanh nhất, nhưng càng ở hai bên thành hồ, hai bên thành ống càng giảm đi do bị gì? Do điện ma sát. À, các anh chị nhớ là không phải là máu hay là nước ở trong ống mà nó chảy, không phải là từng lớp lớp một đó. Thì cái này có ứng dụng không các anh chị? Minh họa cái này rất dễ hiểu. Minh họa các anh chị có coi thể thao không? Các anh chị có thích Olympic không? Các anh chị có thích bơi lội không? À, tôi là mê cái Olympic bơi lội, chạy này, chắc chắn, chắc chắn. Thì các anh chị nhớ này, cái hồ bơi tiêu chuẩn đó là chỉ dài 50 thước. Nó chỉ là 8 lên, 8 lên, 6 lên, 8 lên, tiêu chuẩn là phải 8 lên. Thì hai cái lên ở giữa đó, hai cái lên ở giữa đó, thì các chị tưởng tượng như là cái thành hồ dài như một cái ống. Ha, hai cái lên ở giữa này nè, là bao giờ nguyên tắc của cuộc chơi là phải dành cho những vận động viên có thành tích cao nhất. Còn mấy thằng kia, thành tích thấp hơn, giãn ra ngoài, thấp nhất là phải hai thành hồ. Mục đích là gì? Hai cái thằng bơi ở giữa đó, là nó thông thoáng nhất, nó không có bị áp lực gì hết đó. Người ta nhanh nhất, người ta muốn nó tạo một cái kỷ lục mới, một cái record mới. Còn hai anh kia bị đẩy ra, anh kia là nó bị cái nước ở thành hồ này kia nó cản lại. Đó, đó, đó. Nói như vậy, minh họa như vậy là dễ hiểu. Càng ở giữa càng nhanh. Cho nên mình biết cái đó. Mình đi coi cái ao làng của mình là cái SEA Games á, là chú anh Giang thấy ánh viên của nhà mình mà bơi 100m mà nó xếp ở lên thứ 6 thứ 7 là biết là mấy này ma rồi. Thấy không? Mấy này nó ma rồi. Thấy không? Coi thành tích thì ánh viên là phải ở giữa, hai ba cái lên ở giữa, còn nó đẩy ra ngoài thành hồ là biết rồi. À, cái này là chơi là chơi mà. À, đó là cái rồi, đây là dòng chảy bình thường, nhưng tới khi á cái lòng ống hoặc là cái mạch máu, cái ống nước nó xài lâu năm nó bị đóng ten, đóng rỉ rồi kia đúng không, hoặc là cái mạch máu nó bị sơ vữa, nó mà hẹp lại, hẹp lại thì nó chảy như thế nào, lúc đó nó sẽ tạo ra cái dòng gọi là dòng chảy xoắn trên cổ lăng. Đó, cái thằng nào ở giữa vẫn là cái nướng tốt nhất, nhanh nhất, nó lọt qua giữa ít gì ảnh hưởng,
nhưng mà càng ở ngoài biên, càng ở ngoài biên khi mà nó dồn sức nó chạy qua đây, nhiều cái nó ra đây nó bị bật trở lại, bật trở lại. Và chỗ này nó có đồng cái xoắn, đây là cái xoắn nó ra đây bật trở lại, bật trở lại. À, để minh họa cho cái chuyện này rất dễ, rất dễ. Đây, đây là cái đạp cine, 500 anh em đang ngồi coi cine. Mở cửa ra hết phim, đi cứ từng bước ra thì không có chuyện gì xảy ra, đàng hoàng xảy ra. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn đang coi mà nghe cái bùm một cái sợ tung cửa ra, thì các anh chị tưởng tượng là tất cả dồn ra cái cửa này nó có khe vậy nè, tất cả dồn ra hết, đẩy chen lấn nhau, thằng nào mạnh nhất nào ở giữa thì có thể bung thẳng ra được. Nhưng mà những chú ở hai bên nhiều khi thoát ra được cái là tạt vô tường, hoặc là thoát ra được cái là gục gục phía trước luôn, hết năng lượng, mất năng lượng. Đó thì đó, đó là những hoạt động của mình. Nhớ dòng chảy nó chỉ có hai cái thôi, bình thường là dòng chảy lớn, hai là dòng chảy sao. Rồi bây giờ tới hệ thống thứ ba là hệ thống màu. Đây, cái này là cái gây ra vấn đề đấy, cái này là cái siêu âm màu, là cái này đây, cái siêu âm màu này. Thật ra nó là, nó là tín hiệu đốt lơ sung, thay vì kia tạo ra phổ gì nữa thì bây giờ nó tạo ra màu, nó mã hóa ra màu. À, nó mã hóa ra màu, nó mã hóa ra màu. Và khi các chị mở này thì nó có cái hộp, nó có cái hộp, cái hộp nó là bút ha, hộp gọi là hộp màu. Cái kia khi các chị mở lên là các chị có cái cửa hộp điểm một thôi, còn cái này là nguyên một cái hộp màu, nguyên một cái hộp màu. Có nghĩa là cái vì nó lấy lớn đó, còn nó mã hóa màu, cho nên các chị lấy màu đây. À, quy hướng đây, đây là xung thể bằng phổ, chỉ có một điểm ra phổ. À, còn đây là màu, màu thì để nguyên một cái hộp màu, nguyên một cái hộp màu gồm rất nhiều điểm để nó mã hóa ra màu. Một trăm khoảng 332 tới 128 vị trí lấy bầu, trong khi kia có một vị trí thôi. À, và dòng chảy khi cái màu nó mã hóa thì nó được cái này, dòng chảy hướng về đầu dò được mã hóa là màu đỏ, mà xa đầu dò thì màu xanh, cái màu đỏ là quy ước, quy ước, quy ước, đó là quy ước. À, quy ước dòng chảy về đầu dò khi các anh chị bỏ cái hộp, bỏ cái đốt lơ màu lên là các chị sẽ thấy có cái thang màu ở đây, chúng ta rất rõ. Ở trên này, phía trên này là đầu dò nè, thấy gì đó, về đầu dò màu đỏ, ra màu dò màu xanh, đó là quy ước nha, quy ước. Như vậy thì, như vậy thì đối với đốt lơ xung, dòng chảy về đầu dò thì phổ sao, phổ dương, màu thì màu đỏ, xa đầu dò thì sao, phổ âm, và màu thì màu xanh. Thế cho nên là ví dụ như cái này, bây giờ tôi để cái này đỏ xanh, đỏ xanh lúng túng đó lên, tôi có nói được cái nào là động mạch tĩnh mạch không? Không thể, không thể nha. Dập tắt ngay cái ý nghĩ là bảo là đỏ là động mạch xanh, không biết được, chỉ biết rằng là thằng nào đỏ nó ra về đầu dò đó, thằng nào xanh ra đầu dò. Tuy nhiên nếu mà chỉ có hai màu thì nó đơn điệu quá. Nếu mà hai màu là đối với những dòng chảy bình thường, còn mấy cái chỗ mà nó bị xoắn, nó bị bật ngược trở lại, nó trượt đi lăn, dòng chảy nó xoáy thì sao? À, người ta thêm màu theo các cái thẳng màu. Cho nên là chỗ nào càng xoáy thì màu nó càng kè lên, kè lên đủ thứ màu. À, bình thường đỏ là đỏ, xanh là xanh, nhưng mà bắt đầu là cam rồi thì kia xanh vàng, là những chỗ này là những chỗ có vấn đề, à, những chỗ có dòng chảy xoắn. À, có thể hiện lại cho chúng ta thấy. À, nhìn cái này chúng ta biết ở đó có gì. Rồi, cuối cùng là đốt lơ năng lượng. Cái hồi đó mới học là tôi cũng ngạc nhiên. Đốt lơ năng lượng cũng là một loại màu, cũng là đốt lơ màu, nhưng mà nó chỉ có một màu duy nhất thôi. À, màu cam, màu cam. Đó. Mình mới nói là đã có cái đốt lơ màu kia rồi, còn cái đốt lơ năng lượng thì làm gì nữa. Nó phí phạm, mình chả thấy có cái ích lợi gì. Nhưng mà chúng ta thực hành rồi thấy đây là cứu cánh của chúng ta, đây là cực kỳ quan trọng, rất là hay. Nó chỉ có một màu thôi, nó chỉ có một màu, nhưng đốt lơ năng lượng phải có màu, có nghĩa là có dòng chảy, có dòng chảy, nhưng nó không cho biến chiều của dòng chảy.
Còn nãy đốt lớp màu là cho biết chiều dòng chảy, tại vì nó quy ước. Hãy cái thằng nào mà chạy về phía đầu giò là màu đỏ, thằng nào xa màu đỏ màu xanh là biết chiều của cái dòng chảy đó. Còn thằng này là không biết chiều, chỉ biết là ở chỗ đó nó có cái dòng chảy. À, đó, chỉ biết là có dòng chảy. Đó, thì cái này đó, cứ là rất là chảy thì cái tổn thương nhỏ, hoặc là khi cần khảo sát nhanh chỉ cần mở này lên là biết có dòng chảy không. Đó. Muốn coi cái thạch đẹp để màu lên, ta chị thấy không? Rất là đẹp, để đúng là năng lượng lên, rất là đẹp. Rồi. Như vậy là chúng ta qua năm cái hệ thống rồi nha các anh chị. Chúng ta qua năm cái hệ thống. Bây giờ chúng ta qua một cái khái niệm mới nữa là hiện tượng vượt ngưỡng trong lớp lên có cái hiện tượng này. Đó. Chứ cái siêu âm HD cũng có rắc rối như thế này. Này có aliasing, aliasing là vượt ngưỡng. Anh chị xem này, trong lớp lơ xung nó có một cái yếu tố gọi là tần số lặp lại xung, nó gọi là PLF, pulse repetition frequency. Là cái nào anh chị? Là cái tôi nói này. Hồi nãy nói rồi, đúng chưa? Lặp đi lặp lại đúng chưa? À, đó, bây giờ tôi nói trước rồi. Xung phát nhân về, xung phát nhân về, lặp đi lặp lại. Đó nó gọi là yếu tố lập đi lập lại, nó gọi là PLF. Thì nó tính toán, các cái nhà kỹ sư toán học tính toán rồi. PLF thì bằng C chia cho 2D. C là gì? C là bao nhiêu? 1/40, đúng không? 1/40 rồi. D là chiều sâu, là tính được. À, là tính được. Nó tính được luôn mặt kilo hẹn. À, cái này là con số coi chơi cho biết thôi. Đó. Cái này nó quan trọng như thế nào? Hễ mà cái tần số mà quý vị mà truyền vào trong cái mạch máu á mà nó lớn hơn cái VLFG2 thì nó ra một hình này bất bình thường. Người ta gọi là tần số Nyquist. Cái này là cái vấn đề thuần túy lý thuyết nghe bất bình lắm. À, nhưng mà chúng ta phải biết, bởi vì cái này đầu tiên cái này á là do khi mà người ta làm ra cái máy, người ta ứng dụng cái phần mềm Doppler ra, người ta chưa nghĩ ra cái này, nhưng tới khi người ta nghĩ ra người ta mới thấy là nó lại là một cái cực kỳ tuyệt diệu. À, là vì lý do là sao? Khi cái tần số của cái đầu dò các anh chị đưa vào cái mạch máu để các anh chị ghi lại sóng mà cái tín hiệu đó nó lớn hơn PLF trên 2 thì nó sẽ ra cái hình này. Bình thường cái phổ nó phải vậy, nhưng vì cái tần số nó lớn hơn PLF này nó ra cái hình này. Để là gì? Cái đầu nó chặt xuống đây, nó gọi là hình ảnh. Lý thuyết này các anh chị nghe gì? Cái quan trọng của anh chị là các anh chị nhìn ra cái hình này. Các anh chị thấy cái này là các anh chị biết rồi, có hiện tượng aliasing. Đó, có hiện tượng aliasing, nó vượt ngưỡng. À, rồi, đó. À, cuối cùng là vẫn là hình ảnh thôi ha. Đó, các anh chị coi này. Cái đầu, có thể cắt xuống đây. Trong khi đó, đó cái thằng mà hệ thống mà đúc lên liên tục nó không bị. Tại vì nó đo được những dòng chảy lớn. Và cái này không? Là không được. Các cái đầu xuống đây. Cho nên là lý thuyết nói là để chúng ta hiểu thôi tại sao nó có cái hình này, chứ còn khi chúng ta làm chúng ta quên hết cái phía trên đi, chúng ta chỉ nhận ra được cái hình này. Thấy cái sóng mà cái đầu thì chặt xuống đây là biết ngay đây là hình thức idea gì, phải biết ha. À, đó là hình thức idea gì. Đó, đó, đây. Đó, nó cái mặt máu rồi tôi để vô, tôi để xung vô rồi tôi đo sóng, tôi ghi được khổ. Ủa sao cái đầu đâu? Ủa sao cái đấy? À, cái đầu chui rồi. Rõ ràng không? Đó, chúng tôi chỉ nhìn hình thôi. À, thằng này bị hiện tượng aliasing. Thôi, thằng này. À, kết luận như thế. À, mà kết luận đây làm gì? Thì từ sẽ biết. À, đó. Rồi, nhìn có màu thì nó không còn màu đơn giản nữa, bắt đầu màu ở thành leo. À, đó là hiện tượng aliasing. Đó, đó là những phần căn bản nhất về lý thuyết là xong rồi đó. Anh chị thấy nhức đầu không?
cái đó. Với lại hỏi anh chị là thật thật tình hồi nãy giờ tôi nói các anh chị hiểu không? Hiểu không? Đó, nó cũng đơn giản chứ đâu có gì hết phải không? Tất cả các lý thuyết để chi? Để chúng ta cuối cùng học phân tích cái hình ảnh. Nó ra cái hình ảnh rồi chúng ta xem cái hình ảnh đó. Chúng ta phân tích. Rồi. Nghỉ 5 phút ha. Nghỉ 5 phút tối á. Sáng hôm nay là phải nuốt cái sóng bài này. Bởi vì bài này là bài quan trọng nhất. Rồi tới chiều nay á là học hai bài luôn. Được không? Các chị lắng nghe thì tôi sẽ lắng nó. À, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là cái phần làm, kỹ thuật làm. Xin thầy trình bày này.